Nghe không bánh, nghe không? Nghe không bác? Quay qua đủ. Nó lỗ nó chưa giữa rồi. Má xưa thấy nó sâu hơn cũ này. Tới gần tới nghe phình phình nữa ta. Ừ. Như nó bọng ở dưới vậy ha. Ừ. Như nó chớp à. Dạ. Công nhận cây xưa tốt ghê ha. Gì đó vậy, cái gì á? Nguyên cái nắp hòm luôn còn nắp đó một bịch luôn đó, còn xương đó chưa đụng nữa. Mỗi đoạn trên cho bán trăm á lắm. Nay lượm tiền ngon quá, không mùi hôi độ trăm. Trên cho trăm. Lúc đó ba đưa, lúc đó ba đi ra, ba đưa ra, ba nói chơi chơi. Mẹ ra cho con mày ăn bắt. Ba cho, ba đưa. Chứ nghĩ là bà kia hả? Chu với má mình kêu ông bác. Vì ngoài đó bà quản lý nữa. Người nước nôi nó đâu có ăn, nó đâu cần tiền thân đâu, nó ăn được miệng quá chứ. Thì đó thì hôm nay hả chậm cho bả này thì cần với nước lại đây coi ao nước gì đó. Cái sau này cũng xin tham gia với cái ở giờ đó thì heo muốn bà tổng kết thì cũng hợp đủ, thấy bà sắp thùng đá thì heo ra rồi nghi vậy đúng đúng chứ coi bà mất cứ bà gà bà chỉ có bà là để đi giữa cái bùi này là làm được cái mẫu bánh hả. Ừ. Lái đứt qua chỗ anh không? Dạ mà. Đưa sờ ben. Sờ ben này được không? Đây Việt Nam. Cứng ghê chứ. Sắc mép anh ha. Cây này chắc cây xưa hay sao đủ. Chắc cái ghê không?
coi có vàng không. Mở cửa bên đó đó. Mở cửa trước tính nói ông phải tính nó kêu rượu mà vào như đó. Nghe lời tính được quá rồi. Đó. Đây tình cảm. Đó tính nó cũng hay ha, tính già cái đầu ha, tính từ cái đầu già cái miệng già đó, con sợ ai. Mà móc lên nó vốn tính không à. Ủa đại mẹ miệng nó linh quá. Thôi không được sang ơi. Mày cho đi chung mình đi luôn đi. Mày để đi. Đùng luôn rồi sao này phức tạp lắm, trời cho tao tao biết mà. Mày tính ngủ mà đi luôn bữa nay mà biết điều nó mở hoài. Phục như đó. Đó. Nó can ví dụ rồi, không có ông nó mãi nên là bên đây cái ổ khóa thì tôi giao cho nó hai cái thôi đó một cái má rồi ví dụ giờ vợ ông đi mận nha, ông đi mận có thấy vậy rồi đúng không, nó mở vô không biết nó, mẹ nó làm vậy là nó bậy dữ lắm rồi, nó làm vậy nó vi phạm pháp luật, bây giờ là nó đã vi phạm pháp luật rồi, nó làm vậy là nó vi phạm pháp luật rồi. Hộp rồi kìa, ôi bọng lóng vậy ta. Lấy tay móc cục đất đó là thấy dưới luôn đó. Đất cái trận đó. Lấy sò bén này bén là sao? Ừ. Cái này còn nguyên cái hông trên trời. Đó. Ừ. Nguyên cái luôn. Này bén hơn nè. Ừ. Anh thở cái đi móc cục đất chỗ đó là được rồi đó. Dạ, đúng rồi. Còn lỏng nhau rồi. Còn bóng luôn. Cái này còn cứng hả? Còn cứng mà bóng lỏng không thấy cho gì trơn ta. Cho cháu gì không thấy gì trơn hả? Nội tôi cặt giá xì lơ trơn nhậu gì. Cắn rộng rộng ra chứ sao? Về luôn đổ luôn. Đấy về nhà là 7 giờ rưỡi. Cứ từ từ. Ờ lúc ông điện đó ông Tám còn ấy. Điện nhắc nhẹ ông Tám là sợ ông quên á. Thù gan luôn ha. Thù gan. Chắc phải sắn cho đó cái nữa mới thấy quanh đây. Nó rộng hơn, nó tới đây luôn. Nước ngang nửa khúc luôn đó. Nước nổi. Cây chắc dữ lắm. Trả đồng tiền nó biết, trả đồng tiền là xứng đáng đúng không? Bởi nhà người ta nghe nó hơn, hồ nghèo mốt, con đất gì thì xứng đáng, theo 8, 7 làm hồ cây. Nhớ nó nói không? Không, không, bắt sau này cái. Thôi, thôi, thôi. Thì có cái bạn như vậy á, nó trả đồng tiền, nó không có, nó không có nói là mắc rẻ. Vợ chồng thẻ thấy cũng sốt ruột luôn á. Để đưa con treo cho ông hốt đi. Hả? Khô gan à? Đưa hổ dỗ rồi. Dạ đây. Đây, miếng dây đỏ đây. Chứ đầu sâu dữ vậy. Bên đây, bên kia, hai bên đâu có sâu dữ vậy. Bỏ đây đi, cái dây đỏ này nè. Cái dây này hả nhỏ? Ủa dây này cắt hai ra không? Cắt ra chứ bự như ta. Cái miếng này sao bự dữ vậy? Ừ. Cắt hai ra gì ha? Cắt ra không? Đếm mà đủ không? Hát xương. Rồi cái này nhìn mẫu bia cái Thanh. Cái này mẫu bia trước đây hả? Đấy rồi đủ không hả? Đủ không? Nè lấy cái này đó. Lấy cái ngắn này đi. Còn cái kia để lại đi biếm đợt. Cái đó chìm hai đâu? Chìm hai. Bởi dứt lắm, vì khi ông chìm hai mà ông quên cắt
ông Quỳnh Văn gửi. Ông gửi. Gửi gì đó? Không phải gửi. Nó có tên gửi. Chứ Quỳnh Văn gì ta? Ông Quỳnh Văn. Quỳnh Văn Yến. Cái nào rồi thì lọc màu bia xuống. Yến hả? Yến. Yến gì sao? Để giống số 1 có gì đó. Sao giống này giống dấu ơ quá ha. Yến đúng rồi, Quỳnh Văn Yến rồi. Yến, Yến. Quỳnh Văn Yến. Hương Hòa, 89 tuổi, dữ không? Yên hả Yến? Quỳnh Văn Yên. Này chỉ dấu E nè. Không phải dấu E, mà là cái dấu chữ gì? Dài. E. Dài. Ừ. Rồi đây Yên. Yên chứ không Yến. Yên hả? Quỳnh Văn Yên. Làm sao quá mệt làm gì?